Xin chào toàn thể các bác cùng quay trở lại với video chia sẻ về kính mắt tại kênh Kính cổ Dũng Trần. À, ngày hôm nay em Dũng Trần tiếp tục à, về thêm cho các bác và chia sẻ tới toàn thể các bác sẽ là một phiên bản gọng kính ba mảnh và cụ thể sẽ là một gọng kính ba mảnh mang thương hiệu Cartier, nguyên zin chính hãng của Pháp. Và cụ thể hơn nữa thì đây là một phiên bản gọng kính với được chế tác với chất liệu cao cấp. Đó là một phiên bản chế tác bằng vàng trắng nguyên khối 18K 750, chính hãng của thương hiệu Cartier và rất là giá trị. Và đầu tiên thì đi kèm với cây kính ba mảnh này sẽ là một chiếc hộp jean đúng đời đi kèm với cây kính là một chiếc hộp cứng mang màu đỏ đô với cái màu đặc trưng của thương hiệu cả thia và cụ thể đây là cây kính của chúng ta thì xin mời các bác hãy cùng ngắm qua một lượt và cùng đánh giá với em Dũng Trần và đây là một cây kính cả thia đã qua sử dụng rồi và tình trạng thì cũng còn đẹp bởi vậy nên Cây kính này có giá sở hữu cũng rất là tốt và cụ thể thì cây kính Cartier này em bật mí qua là với giá sở hữu chưa tới 70 triệu cho một cây kính mang thương hiệu Cartier, một thương hiệu cao cấp được chế tác bằng vàng trắng 18K. Còn về tổng thể cũng như thông số thông tin của cây kính Cartier này, À thì cây kính này cụ thể thì có size cầu là 19 mm và có size chuôi tổng thể là 140 là một trong những kích thước rất là vừa vặn và rất là đẹp để các bác nhà mình có thể sử dụng và phù hợp với có thể gọi là khuôn mặt to nhỏ thì đều có thể đeo được size cầu 19 cũng như là size chuôi 140. Và chất liệu bằng vàng trắng thì nó sẽ luôn luôn sáng, luôn luôn đẹp và sẽ mang cái vẻ đẹp và trang nhã, thanh lịch đó là những cái vẻ đẹp à, toát lên với những cây kính vàng trắng và đặc biệt là trên à, cây kính mang thương hiệu Cartier là một trong những thương hiệu rất mạnh và rất nổi tiếng về à, công nghệ chế tác thì cây kính nó càng thêm đẹp và giá trị à, trên cái chất liệu là vàng trắng 18K như thế này. Còn về tình trạng của cây kính thì hiện tại cây kính vẫn còn giữ được vẻ đẹp à, có thể gọi là nguyên bản, à, không có bị cấn móp cũng như là có bị lỗi ở đâu cả toàn bộ khung gọng vẫn còn rất đẹp. cầu cũng như chuôi và ve của cây kính này vẫn còn giữ được tình trạng là còn đẹp. À, kết hợp với bộ gọng vàng trắng của cây kính gạc tia này thì chúng ta sẽ có một bộ chuôi màu nhựa bằng nhựa cao cấp màu đen và phần cuối chuôi của chúng ta thì sẽ có một miếng logo màu vàng mạ vàng được gắn ở phần cuối chuôi và phần chính giữa thì sẽ chúng ta sẽ nhìn thấy nổi bật lên dòng chữ là cạc thiên ở cả hai bên. Thì đều được đính logo mang thương hiệu cartier ở cả hai bên và điểm nhấn trên uh, chuôi kính uh, tiếp theo điểm nhấn trên chuôi kính là phần gối kính của chúng ta sẽ có điểm những uh, uh, gối kính và những cái đốt kính bằng uh, vàng và có uh, chất liệu là yellow gold tức là màu vàng vàng thì đây là một uh, gối kính uh, chúng ta gọi là gối kính đầu thì nó sẽ tạo lên cái điểm nhấn trên cái khung gọng của cây kính này đó cũng là một uh, cái điểm nhấn khá là hay trên cây kính vàng trắng gối vàng thì có điểm yellow gold và tiếp theo phần ve thì bộ ve đặc trưng của dòng kính Cartier sẽ là ve có logo hình quả chám là biểu tượng của thương hiệu Cartier À, tiếp đến thông số phía đằng cầu thì phía đằng sau của cầu kính cả tia thì sẽ có thông số là 19 tức là cầu kính sẽ là 19mm như hiển thị ở phía trên phía mặt sau của cầu. À, còn phía bên càng phải của chúng ta thì sẽ có thông số là Make in France và mã số là 0062 đó là thông số ở trên càng phải thì đều được triện chìm rất là rõ nét. À, vàng trắng thì chúng ta có thể xem cảm nhận được cái màu vàng trắng sẽ rất là sáng và đẹp các bác nhé. Và tiếp theo phần uh, góc uh, càng trái và phần càng trái của cây kính tia thì sẽ có thông số là một uh, dấu chuyện vàng ở hình uh, thoi và một uh, dấu chuyện chữ C và tiếp theo nữa là dòng chữ Cartier Paris 750. Đó là toàn bộ những thông số phía bên càng trái của kính và cũng đều được khắc chìm và thông số vẫn còn rất là rõ nét. Và đây là một bảng vàng khối vậy nên là nó sẽ mãi sáng và mãi đẹp như vậy thôi. Và các bác không phải lo tình trạng như là bị rôm hay là bị mòn vàng hay là bị uh, uh, vấn đề gì trên uh, gọng kính cả. Đó. Uh, càng uh, cái phần gọng kính vàng thì các bác chỉ lo là bị cấn vàng thôi. Còn về mòn và rôm nổ thì chắc chắn là sẽ không có rồi. Và nên chúng ta rất dễ để chúng ta sử dụng cũng như là lựa chọn. À, còn cây kính uh, cạc thia này thì bản thân cây kính này thì hoàn toàn là không có bất kỳ một dấu vết gì uh, trên uh, gọng kính về tình trạng à, nhìn chung thì đây là một cây kính cạc thia cao cấp và một cây kính rất là giá trị để các bác nhà mình có thể sở hữu nhưng tuy nhiên về mức giá thì đây là một uh, mức giá để sở hữu rất là tốt và cụ thể thì đây là một phiên bản kính cà thi em dũng trần giao lưu với thời điểm hiện tại à, với mức giá à, giao lưu với các bác với giá là 68 mươi tám triệu à, và cây kính này thì à, em dũng trần đã sở hữu là lần thứ hai à, tức là trước đó thì em đã à, chia sẻ à, cây kính này rồi và tuy nhiên thì đã hỗ trợ một bác khách liên đời và em sẽ em đã thu lại à, hỗ trợ thu lại à, cây kính này và giá thời điểm trước đó à, cây kính cà thi này với giá là 78 triệu cơ và tuy nhiên thì ở mấy, mức à, hiện tại thì em hỗ trợ quay đầu bởi vậy nên là có mức giá rất là tốt so với thời điểm trước đó và cái giá 78 triệu thì em cũng đã giao lưu rất là nhanh rồi và đến bây giờ thì giá lại tốt hơn khá là nhiều nữa tốt hơn khá là nhiều à, với mức giá là 68 triệu à, tốt hơn đâu đó khoảng 10 triệu so với thời điểm trước đó à, và với những bác nào đã theo dõi em Dũng Trần lâu và quan tâm những cây kính ba mảnh thì các bác cũng đã biết em Dũng Trần đã lên phiên bản kính ba mảnh này rồi và thời điểm trước đó và đã giao dịch rồi. Và đây là lần thứ hai à, phiên bản cái ba mảnh này lại xuất hiện tại kênh của em Dũng Trần. Tuy nhiên thì à, mức giá là mức giá mới sẽ tốt hơn rất nhiều. Và em Dũng Trần thì cũng sẽ à, hỗ trợ các bác lắp mắt trực tiếp được các bác nhé. À, tức là các bác chỉ cần à, báo cái thông số độ cũng như cái ngang tổng thể à, của à, của các bác đang đeo à, thì à, em sẽ hỗ trợ cắt mắt trực tiếp cho các bác luôn. Đó à, thì các bác không cần phải mất thời gian À, đi à, cắt mắt nữa, đó là cũng là cái sự hỗ trợ khi các bác à, đặt kính ba mảnh à, tại à, em Dũng Trân, à, rồi và sau cùng thì sẽ là video lên mắt à, của cây kính cà tia này để các bác nhà mình có thể được ngắm à, trên khuôn mặt. Xin mời toàn thể các bác. À, vâng, xin chào các bác và đây sẽ là cây kính cà tia à, đeo lên trên khuôn mặt và xin mời các bác hãy cùng ngắm qua một chút nhé. Và em sẽ quay gần hơn một chút để các bác nhà mình có thể được ngắm. Đó, vàng trắng thì sẽ cho chúng ta một cái vẻ đẹp thanh lịch và trang nhã khi mà sử dụng đeo trên khuôn mặt. Và với những bác nào mà thích cái sự đơn giản, thích cái sự thanh lịch thì cái khung gọng vàng trắng như thế này thì sẽ rất phù hợp với các bác với có cái gu đó. Và size cầu 19 và size chuôi 140 thì sẽ rất là phù hợp. Một trong những cái size rất là phù hợp để chúng ta sử dụng và hiện tại màu cái tròng mắt của cây kính cà thiên này là tròng mắt không độ thì khi các bác cần thì các bác đặt kính thì em sẽ hỗ trợ làm mắt trực tiếp cho các bác đó thì thường thường thông thường thì các bác sẽ lắp các dòng mắt dài chống vỡ cường lực loại tốt thì với cái độ chiết xuất cao thì thông thường sẽ là vào khoảng 1 triệu năm một bộ thì đâu đó thì em sẽ hỗ trợ cắt mắt trực tiếp cho các bác vào khoảng 1 triệu hai thêm một triệu hai nữa là các bác đã có một bộ tròng dài chống vỡ loại tốt chất xuất cao để các bác sử dụng cho mình rồi và các bác có cần thông tin gì thêm cũng như hình ảnh gì về cây kính cạc thiên này thì các bác có thể liên hệ với em Dũng Trần qua số hotline phía trên góc phải màn hình để em tư vấn nhiều hơn kỹ hơn cũng như là hỗ trợ các bác đặt hàng về cây kính cạc thiên này rất cảm ơn toàn thể các bác đã theo dõi video và các bác đừng quên trước khi kết thúc video thì các bác hãy ủng hộ kênh của em Dũng Trần bằng cách nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để mỗi lần em Dũng Trần video mới thì các bác đều nhận được thông báo về máy các bác nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video sau. Xin chào.